Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với những bản tin mới nhất và nóng nhất được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay thì Diễm Quỳnh cùng với 30 tập chương trình xin gửi tới tất cả quý vị những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Tin bão mới nhất, bão Lupit đổ bộ Trung Quốc, 33.000 người sơ tán. Theo tin bão mới nhất, bão Lupit đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào trưa hôm qua. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, cơn bão Lupit đã đổ bộ vào thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày hôm qua với sức gió 82,8 km/h ở tâm bão. 33.000 người dân địa phương đã phải sơ tán. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, từ 14 giờ ngày hôm qua đến 14 giờ ngày hôm nay, các khu vực Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với lượng mưa 250 đến 300mm. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để kiểm soát bão lụt, đồng thời cử một đội công tác đến Quảng Đông để hướng dẫn công tác phòng chống bão tại địa phương. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Bão Lupit sẽ suy yếu dần sau khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc và sau đó di chuyển ra biển từ phía đông Phúc Kiến vào đêm mai. Thiệt hại lũ lụt tăng chóng mặt, Trung Quốc điều tra toàn diện. Thiệt hại lũ lụt ở tỉnh Hà Nam tăng chóng mặt khiến Trung Quốc phải mở cuộc điều tra toàn diện. Vừa qua, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thành lập nhóm đặc trách để điều tra đợt mưa bão lũ lụt kỷ lục khiến 302 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Nhóm sẽ thực hiện một cuộc điều tra toàn diện, khoa học và trung thực về ứng phó thiên tai để đúc kết kinh nghiệm cho tương lai và trừng phạt bất kỳ trường hợp nào lơ là nhiệm vụ. Các chuyên gia nói rằng một cuộc điều tra đáng tin cậy là rất quan trọng để trả lời câu hỏi của người dân và xây dựng lại uy tín của chính quyền địa phương. Hoàn Cầu Thời báo dẫn thông tin của chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 8 rằng số người chết đã tăng vọt lên 302 người cùng với 50 người mất tích kể từ khi mưa như chút và lũ lụt xảy ra ở tỉnh vào giữa tháng 7. Thủ phủ Trịnh Châu chịu thương vong cao nhất với 292 người, 47 người mất tích, trong số đó 189 người chết do lũ lụt ở các mảnh vỡ, 54 người do sập nhà và 39 người do ngập lụt dưới lòng đất. Trong số các trường hợp tử vong, vụ ngập lụt ở một đoàn tàu điện ngầm khiến 14 người thiệt mạng và vụ ngập lụt ở đường hầm Bắc Kinh-Quảng Châu khiến 6 người thiệt mạng nhận được nhiều sự chú ý. Sau thảm họa, một số người đặt câu hỏi liệu dự báo thời tiết, dự báo mưa bão có được chú ý đầy đủ hay không và liệu ứng phó thiên tai có thể được xử lý tốt hơn để có thể tránh được một số trường hợp tử vong hay không. Chủ tịch tỉnh Hà Nam, ông Wang Kai cho biết tại cuộc họp báo rằng lũ lụt là một thử thách lớn và cho thấy sự thiếu sót trong quản lý, đồng thời cam kết sẽ rút ra bài học từ thảm họa và tăng cường kiểm soát lũ lụt và quản lý đô thị. Cần câu trả lời đáng tin cậy. Thảm họa, mưa bão, lũ lụt ở Hà Nam được cho là một trong những sự cố chết người nhiều nhất do thiên tai gây ra trong những năm gần đây. Sau khi tàu du lịch Eastern Star bị lật chìm ở sông Dương Tử vào ngày 1 tháng 6 năm 2015, khiến 396 người chết và 46 người mất tích. Các báo cáo điều tra dự kiến sẽ bao gồm toàn bộ quá trình ứng phó với thảm họa như cảnh báo trước, lập kế hoạch khẩn cấp và các biện pháp ứng phó, cũng như đề cập đến các trường hợp tử vong trong không gian ngầm, vấn đề được công chúng quan tâm nhất. Nước đã làm ngập tuyến số 5 của tàu điện ngầm Trịnh Châu, một trong những tuyến tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thành phố, buộc tàu phải dừng giữa ga đường Saku và ga Haitani. Hơn 500 hành khách trên tàu bị mắc kẹt trong vùng nước ngập đến cổ họng gần 4 giờ đồng hồ, 14 người chết sau khi mưa xối xả làm ngập tàu điện ngầm. Thảm họa bất ngờ nhắc nhở rằng không nên đánh giá thấp những thảm họa thiên nhiên mà chúng ta hiếm khi trải qua và cũng không nên đánh giá thấp các cuộc diễn tập liên quan cũng như phản ứng nhanh để giảm thiểu thương vong và thiệt hại, giáo sư Họ Giang từ Đại học Bắc Kinh nói với Hoàn Cầu Thời báo. Ma Jun, Giám đốc Viện các vấn đề công cộng và môi trường có trụ sở tại Bắc Kinh, nói rằng lũ lụt ở Hà Nam đã bộc lộ những sơ hở trong quản lý hành chính, xây dựng cũng như kiểm soát lũ lụt suy ngẫm cho tương lai.
các thành phố khác ngoài Trịnh Châu cũng bị thương vong trong bối cảnh đô thị ngập úng. Thành phố Tân Hương ở phía bắc Trịnh Châu trên bờ kia sông Hoàng Hà, nơi một số ngôi làng vẫn còn bị ngập lụt, đã ghi nhận 7 người chết và 3 người mất tích. 2 người chết ở thành phố Pingdingshan và 1 người chết ở thành phố Luhe. Khoảng 14,5 triệu người tại 150 quận ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, trong đó 1,47 triệu người phải sơ tán. Khoảng 89.000 ngôi nhà bị sập và 1,09 triệu hecta đất canh tác bị ảnh hưởng, trong đó 253 hecta bị tàn phá hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ các trận mưa như chút nước, lũ lụt và ngập lụt lên tới 114,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 17,7 tỷ đô la Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng Hà Nam, nơi thường xuyên bị hạn hán trong quá khứ, không có nhiều kinh nghiệm đối phó với lũ lụt bất ngờ và những trận mưa như chút nước như một số thành phố miền Nam Trung Quốc, nhưng những nghi ngờ của cư dân mạng đã khiến chính phủ phải đưa ra câu trả lời. Các cảnh báo đã được chuyển đến người dân đầy đủ chưa? Hệ thống giao thông có bị đình chỉ kịp thời không? Các kế hoạch khẩn cấp cho hệ thống ngầm có được thiết kế tốt không? Thành phố bọt biển với vốn đầu tư khổng lồ có phát huy tối đa công suất không? Chính quyền Trịnh Châu có thể phải đưa ra câu trả lời. Ông Cao nói, nhấn mạnh rằng những phản ánh này rất cần thiết cho những cải tiến trong tương lai. Cuộc điều tra về sự cố chưa từng có do mưa bão, lũ lụt gây ra phải thực tế, có hệ thống và toàn diện, đồng thời trả lời chi tiết các câu hỏi chính mà công chúng đưa ra. Wang Hongwei, giáo sư trường chính sách và hành chính công Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Hoàn Cầu Thời báo, đập Tam Hiệp nâng chuẩn kiểm soát lên cấp lũ lụt 100 năm có một. Đập Tam Hiệp nâng tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt Trung Quốc từ cấp độ 10 năm có một lên lũ lụt 100 năm có một. Củng cố đập Tam Hiệp. Hoàn Cầu Thời báo cho hay, sau đợt mưa bão và lũ lụt kỷ lục làm ít nhất 302 người chết và gây thiệt hại lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, các đội vận hành và quản lý của các dự án cấp nước khác nhau ở Trung Quốc đã và đang thực hiện cách tiếp cận kỷ luật hơn để đảm bảo hoạt động an toàn. Chiang Khe, phó giám đốc nhà máy thủy điện Cát Châu Bá, nói với Hoàn Cầu Thời báo, việc một số đập bị vỡ trong trận lũ lụt ở Hà Nam đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với chúng tôi. Ông Chiang chỉ ra rằng, trước khi mùa lũ đến, đập Tam Hiệp đã tổ chức các cuộc họp điều phối kiểm soát lũ lụt cho khu vực dốc của đập Tam Hiệp. Cát Châu Bá phát hành sổ tay mới về kiểm soát lũ lụt và tiến hành kiểm tra mục tiêu các bộ phận chính và thiết bị của đập, tăng cường dự trữ vật liệu chống lũ và diễn tập khẩn cấp. Với việc thành lập nhóm hồ chứa thượng nguồn sông Dương Tử, áp lực kiểm soát lũ trên lưu vực đang được giảm dần. Nhưng ứng phó với thời tiết thiên tai đột ngột cục bộ vẫn là trọng tâm và khó khăn trong công việc của chúng tôi. Chiang nói và lưu ý rằng một số đập ở Hà Nam bị vỡ trong các trận mưa lớn chủ yếu do nước dâng nhanh thấm qua các lỗ và khe hở của các con đập. Hiện tại, đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đã hoàn thành việc khôi phục các lỗ của đập và rào chắn ở hạ lưu, đồng thời sử dụng các robot nạo vét tự phát triển để tăng cường dọn dẹp các vật thể trôi nổi gần các con đập, nhằm tránh thiệt hại cho việc phát triển và giao thông đường thủy. Tính đến nay, hồ chứa đập Tam Hiệp đã dọn sạch khoảng 20.000 mét khối vật liệu nổi trong khu vực đập. Chiang cho biết chúng tôi sẽ chủ động ứng phó với các giai đoạn kiểm soát lũ lụt quan trọng thường kéo dài đến giữa tháng 9, đảm bảo việc kiểm soát tích trữ lũ có trật tự trên khắp các hồ chứa, bên cạnh việc tích hợp quản lý tài nguyên nước và hiệu quả phát hiện. Vận hành chung 47 đập. Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng do lượng mưa lớn kỷ lục ở miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là lũ quét ở tỉnh Hà Nam, các dự án thủy lợi lớn dọc sông Dương Tử ở miền Nam cũng đã đưa ra các biện pháp để kiểm soát lũ lụt và các nhà điều hành đập đã liên tục cảnh giác các nguy cơ lũ lụt bất ngờ có thể xảy ra. Theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, thượng nguồn và các nhánh của sông Dương Tử đã trải qua đợt mưa lớn dài dẳng, đối mặt với hai trận lũ lụt liên tiếp hơn 40.000 m khối trên giây. Đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đã giải phóng trước 1,284 tỷ mét khối dung tích hồ chứa, kiểm soát lưu lượng xả ở khoảng 31.300 mét khối trên giây, cắt giảm tỷ lệ cao điểm khoảng 30%. Đập Tam Hiệp đã thay đổi việc kiểm soát lũ lụt trên vùng sông Dương Tử.
nâng tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt từ cấp độ lũ 10 đến 20 năm có 1 lên cấp độ lũ lớn ở mức 100 năm có 1. Lee Choi, kỹ sư cấp cao tại Trung tâm Quản lý và Vận hành Đập Tam Hiệp, nói với Hoàn Cầu Thời báo. Dữ liệu cho thấy từ năm 2003 đến năm ngoái, hồ chứa Tam Hiệp đã được lấp đầy 61 lần để ngăn lũ, trong đó 3 lần là chứa các trận lũ lớn hơn 70.000 m khối trên giây. Các chuyên gia chỉ ra rằng, ngoài đập Tam Hiệp đang hoạt động đầy đủ, nhóm hồ chứa bậc thang ở thượng nguồn sông Dương Tử cũng đã đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong việc chống lũ lụt. Vào tháng 6, Bộ Thủy lợi Trung Quốc phê duyệt kế hoạch quản lý liên hợp trong mùa lũ năm nay. Theo đó, tổng cộng 47 đập dọc sông Dương Tử sẽ được vận hành chung cho mục đích kiểm soát lũ lụt và phát điện, với tổng dung tích chứa kiểm soát lũ lụt là 69,5 tỷ mét khối. Trong đó có 7 đập thuộc quyền quản lý của tập đoàn Tam Hiệp với tổng dung tích hồ điều tiết là 47,3 tỷ mét khối và dung tích hồ điều tiết 38,6 tỷ mét khối, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kiểm soát lũ của lưu vực sông Dương Tử. Hồ chứa Ô Đông Đức trên thượng nguồn sông Dương Tử đi vào hoạt động hoàn chỉnh đã có khả năng hỗ trợ phòng chống lũ lụt và các hoạt động kiểm soát lũ chung sẽ được thực hiện với các hồ chứa ở hạ lưu như Bạch Hạc Than, Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá để cải thiện tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt ở vùng Tứ Xuyên Trùng Khánh của sông Dương Tử, kết hợp với hồ chứa Tam Hiệp để ngăn nước lũ ở trung lưu và hạ lưu của hệ thống sông. Trên lưu vực sông Dương Tử có 1.400 trạm thời tiết và hơn 20.000 trạm khí tượng thủy văn được thành lập để cung cấp hầu hết thông tin dự báo thời tiết theo thời gian thực, chính xác và toàn diện cho việc vận hành an toàn các hồ chứa. Đại diện của Trung tâm Điều phối và Truyền thông Tam Hiệp cho hay, ông He Wei, Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật và Xây dựng của Nhà máy Thủy điện Bạch Hạc Than, dự án thủy điện thách thức kỹ thuật nhất thế giới, nói rằng sông Dương Tử từng là một con sông mà con người không thể khai thác, nhưng giờ đây lũ lụt của sông Dương Tử không còn là một quái vật nữa mà là một nguồn tài nguyên. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt bản tin. Thưa quý vị, trước khi rời đi, quý vị đừng quên like, đăng ký theo dõi kênh và đồng thời ấn vào tín hiệu quả chuông để cùng với chúng tôi cập nhật những nội dung đáng chú ý diễn ra trong nước và quốc tế trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.